Hello anh em, thì tình hình là mình đã không làm video một tháng rồi, thì cũng do là có một số chuyện với lại mình cũng lười làm video, cấp này học hành bận rộn quá cho nên là không có tâm trí mà mình đặt đích vô ngồi làm video cho các bạn. Thì video này mình sẽ hướng dẫn anh em một cái Linkage. Nó hơi dễ tí cho mấy bạn nào mà mới tập chơi chưa có được bao lâu hết thì có thể tập được cái link này để mà ghép combo cô gái đồ các thứ. Thì cái này là cũng phải tập nha các bạn, chứ không phải là mấy bạn nào mà mới chơi đùng vô cái là đòi tập được liền, không có nha các bạn. Link hôm nay nó sẽ có dạng như sao đó, mình sẽ làm lại lần nữa đó. Và nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh của mình, đồng thời bấm vào nút chuông ở bên dưới để tiếp tục nhận được những cái video hướng dẫn mới nhất từ mình. Thì khi nào mình đăng video mới thì YouTube nó sẽ báo cho các bạn. Đầu tiên để bắt đầu cái Linkage này, chúng ta sẽ có một cái trick mà mình đã hướng dẫn sơ qua rất là nhiều lần, n lần luôn, nhưng mà vẫn chưa có đăng một cái clip hướng dẫn chi tiết nào hết, đó chính là Tuyết Sonic. Bạn nào mà có coi mấy cái video cũ của mình thì sẽ nhận ra được cái trick này, nó sẽ trông như này đó. Còn bạn nào mà mới vừa xem cái video của mình lần đầu tiên luôn thì mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn, đó chính là chúng ta sẽ cầm bút ở cái ngón giữa và cái ngón áp út như này đó, chúng ta sẽ chạc. Bạn nào mà tập tới Linkage mà nó không biết chạc là không được nha các bạn. Chúng ta sẽ chạc lên như này đó, chúng ta sẽ cho nó lăn lên cái ngón giữa như này, lăn lên trên ngón trỏ và ngón giữa như này đó, chạc lăn lên, chạc lăn lên. Cái vị trí mà chúng ta cầm bút thì nó là phụ thuộc vào chúng ta muốn làm cái gì với cái chiếc này. Chúng ta muốn làm cái chiếc này xong rồi thôi, không có làm gì nữa hết thì chúng ta có thể cầm ở bất cứ vị trí nào, nhưng mà nên cầm ở giữa cho nó đẹp. Còn khi mà chúng ta cần phải làm một cái chiếc gì đó phía sau, ví dụ như là mình muốn cho nó đi lên đây thì mình phải cầm bút ở cái phần này, còn mình muốn cho nó đi qua đây thì mình phải cầm bút ở cái phần này đó. Nói chung là nó sẽ biến đổi tùy vào cái ý đồ của các bạn. Trong cái Linkage này chúng ta sẽ cầm bút ở cái phần đầu bút như này để cho cái phần mà nó hướng về phía mặt của các bạn nó dài lên đó, và chúng ta sẽ tiếp tục Sonic lên. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái trick đó là neo Sonic, nó sẽ trông như này đó. Các bạn dùng hai cái ngón trỏ và ngón giữa, chúng ta sẽ hất cái bút lên và chụp lại cái ngón giữa và ngón cái và ngón trỏ như này đó, chụp lại như này. Các bạn lưu ý là phải chụp ở cái phần đầu ngón tay, tại vì mình biết có một cái trick nó phổ biến hơn cái này, đó chính là thumb flap chart reverse. Cái này mấy bạn làm rất là nhiều và nhiều khi mà mình sợ các bạn bị liệu, các bạn làm các bạn cứ mặc định là các bạn hất lên đây là các bạn chụp nó vô trong này, chụp nó lọt thẳng như trong này luôn là không có đúng. Chúng ta phải chụp ở cái phần đầu như này chúng ta mới đi tiếp được, cái phần đầu ngón tay như này. Thì sau khi mà đã lên đây rồi chúng ta sẽ làm một cái chiếc đó là tiếp Sonic, nó sẽ trông như này đó. Chiếc này thì nó nhìn nó hơi ngáo, nó giống như là hồi xưa các bạn coi mèo chuột thì khiêng mèo nó trượt cầu thang nó vậy tạt xuống đó, thì cái chiếc này nó cũng giống như vậy, nó sẽ đi như này. Chúng ta sẽ bắt đầu ở cái đỉnh cầu thang và chúng ta sẽ bóp hai cái ngón này lại, hai cái ngón tay kế nhau lại bóp lại, và đồng thời chúng ta sẽ thu cái ngón ở phía dưới từ từ vô đó, thu vô như này để cho nó trượt xuống dưới. Đồng thời là ở phía dưới nữa chúng ta sẽ đưa cái ngón ở phía dưới nữa, chúng ta lú lú ra như này để chúng ta hứng cái bút đó, nó sẽ đi như này đó. Rồi tiếp tục cũng như vậy, thu lại đó như này, thu lại như này đó, nó đi xuống dưới. Và chúng ta sẽ kết hợp với việc lắc cái bút như này, lắc như là các bạn hồi xưa các bạn làm chạc mà các bạn chưa có thành cái vòng tròn nữa, các bạn còn lắc gì nè đó, thì các bạn bây giờ các bạn cũng lắc tương tự. Bây giờ cái đó nó sẽ phát huy được cái công dụng của nó, sẽ đi như này đó, nó sẽ đi như này đó đó. Thì chúng ta sẽ làm ở hai ngón đầu đó như này tới đây. Thì sau khi mà đã gớt cầu thang được hai bậc rồi thì chúng ta sẽ làm một cái chiếc đó là pass, hoặc là các bạn gọi nó là Tuyết Sonic reverse cũng được. Cái này là nói chung là các bạn chỉ cần hiểu và các bạn làm được thôi, chứ các bạn không có cần gọi tên đúng, tại vì nó là một cái phần nhỏ xíu của cái Linkage, chúng ta không có cần phải đặt tên ghi ngày tháng năm sinh tuổi tác gì cho nó hết. Nó sẽ đi như này, từ đây chúng ta sẽ đi lên đây như này đó, từ đây đi lên đây. Chúng ta sẽ dùng cái ngón trỏ chúng ta hốt cái bút lên đó như này, và sau khi lên đây rồi chúng ta sẽ dùng cái lực của cái ngón trỏ và ngón giữa, chúng ta sẽ đẩy cái bút qua đây. Cái này chúng ta sẽ gọi nó là burst đó như này đó, và chúng ta sẽ thả ngón trỏ ra, đồng thời chúng ta sẽ kẹp cái bút vào trong cái ngón cái như này, kẹp vào đây, thả ngón trỏ ra và chúng ta sẽ fingerless thumb around qua. Chúng ta sẽ dùng cái lực của nguyên cái bàn tay chúng ta đẩy tới như này thì cái bút nó sẽ tự nó lăn qua cái ngón cái. Bạn nào mà làm được cái chiếc thumb around rồi thì sẽ làm được cái này dễ thôi. Cái này cái nguyên lý của nó cũng tương tự, nó chỉ khác cái lực đẩy chúng ta sẽ bắt nguồn từ là nguyên cái tay chứ không phải là từ cái ngón tay nữa đó, như này đó. Và chúng ta sẽ có thể là làm 2-3 vòng gì đó, đó là tùy vào sở thích của các bạn và cái khả năng của các bạn tới đâu. Nói chung là đừng có làm nhiều quá, nhìn nó loãng hết cái combo. Cái combo khúc đầu đang hay thì những khúc cuối làm cái đó 100 vòng đi thì cái combo các bạn người ta quên hết rồi, người ta đâu có nhớ được cái khúc đầu là cái gì. Thì cái Linkage này mình nghĩ là để cái phần nào của combo thì nó cũng ok hết, nhưng mà nếu mà là mình làm thì mình sẽ để nó cái phần cuối combo, tại vì nó sẽ có cái đoạn hất hất như này đó. Cái này thì nếu mà bạn nào mà đã có một cái kế hoạch là muốn kết thúc combo bằng cái gì khác rồi thì các bạn có thể làm đó. Còn nếu mà mình giả sử là mình chưa biết mình nên kết thúc như thế nào thì tốt nhất là mình để cái Linkage này vô cái phần cuối thì nó sẽ ok hơn. Và nếu các bạn có ý kiến gì khác, các bạn muốn để Linkage này ở phần nào khác thì để lại comment ở bên dưới. Và ok thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.